bản thân của ba mẹ Minh Khang á chị Thủy. Ngày đầu tiên đi học của con mình nhớ lắm, không biết nó làm sao này nọ, nhưng mà Khang á, ngày đầu tiên đi học á, thật sự là không có khóc, mà chẳng những không khóc mà nó còn có một cái chuyện cực kỳ vui nữa, là tại vì thường á là mấy bé mà những ngày nào đi học cô chăm rất là kỹ để cho mấy bé làm quen, thì ngày đầu tiên Khang vẫn chưa có quen cái giờ ngủ nơi nó còn lạ, mấy bé nhỏ thì chưa có quen, thì không ngủ thì thôi cũng được, nhưng mà không ngủ thì ở lớp lại cứ chơi thì bạn khác không ngủ được. Vậy là tới cái giờ mà cô, sau khi cho các bạn ngủ hết rồi, tới cái giờ cô phải họp giao ban, họp về chuyên đề với lại các giáo viên khác, thế là cô phải lôi ổng đi theo luôn. Ba mẹ nhìn qua camera vừa cười mà vừa lo, là coi như là nguyên một bàn họp của cô có một mình ông này ngồi ở giữa không, mà vô không có nó leo, cô đang họp không có nó leo trời. Cái đó là thua rồi đó, ba mẹ chỉ nhìn thấy camera vậy thôi chứ cô không biết là nói cái khẩu hình có nhép nhép không. Mà nhiều khi cậu không nhép cái vô ổng vô cục họp luôn á trời, ổng họp chung cô giáo luôn đó. Dạ. Anh ơi, anh tên gì? Anh giới thiệu một xíu đi ha. Xin chào Bảo Lâm, xin chào chị Thủy, xin chào quý vị khán giả. Mình tên đầy đủ là Phùng Hữu Thanh Huy. Mình là ba của bé Minh Khang. Thì hiện tại công việc thì mình đang làm quản lý ở một công ty nước ngoài. Thời gian thì cũng khá là bận rộn. Nhưng mà với anh chàng như thế này thì bận rộn cỡ nào thì cũng phải ráng mà thu xếp thời gian. Thường nhà chắc mệt ha anh, chứ nhìn bé nói riết ha anh. Hồi nãy vô mà nó dậy, em mới dậy là em đang nghỉ ngơi, anh hiểu không? Mà vô hỏi em quá trời hỏi mà nhiều cái em không biết trả lời luôn. Ở nhà anh có mệt mỏi không anh? Nếu mà nói là mệt mỏi á, mà có họ có mệt không, nếu trả lời không á thì nó không đúng. Đúng. Mà trả lời có thì nó cũng không đúng. Đúng. Tại vì giờ con mình mà thông minh quá mà. Bây giờ không đáp ứng nhu cầu của nó thì bây giờ ai đáp ứng bây giờ? Nè, bây giờ nghe thành tích của anh nè con. Con tham gia chương trình gì và con được là thành tích gì khi đi học? Dạ là con có là của anh con yêu, đề tài thứ hai, gia đình siêu nhộn. Trời ơi rồi. Rồi mặt trời bé con. Nhanh như chớp nhí nữa phải không? Nhanh như chớp nhí. Được hai lần liên tiếp 10 luôn. Trời ơi 10 là khó lắm á. Đâu có giữ được 10 điểm á. Tôi hỏi nó là nó làm gì? Vậy thì nó có khác thường cái gì lúc mà mẹ của bé mang bầu với lại là trong sinh hoạt lúc mà cấn thai không? Thì trong lúc đó thì câu hỏi này thật sự ra cũng khó, là tại vì đúng là bà mẹ thì sẽ có nhiều cái thông tin hơn, cái cảm nhận mà có nhiều cái nó sẽ so được, còn mình là người cha thì cũng khác. Nhưng mà ngán cho tới lúc mấy tháng không là ngán hoài luôn, mà ngán nó cũng không có giống ai hết trơn á. Ví dụ như người ta ngán á là người ta chỉ cần á là không có thích ăn cái món này hoặc không ăn món khác, là mình thấy xung quanh mấy bà chị, những người xung quanh mình bà ngán mùi đồ ăn, cứ nghe mùi đồ ăn là ngán. Là bỏ chạy hả? Vậy giờ xanh nó được ra bao nhiêu ký? Dạ 3.6 kg. Ủa? Bự chứ. Ngán không ăn được mà vậy là chứ mà ăn được thì thôi rồi đó, phải mổ à. Nhưng mà ông ba của ông này ổng lo bà mẹ bà ngán quá, sợ bà không ăn được thiếu chất nên ông ba ông cứ đổ sữa riết. Nên thành ra là cũng đỡ, là có cái phần dinh dưỡng cân bằng lại. Nhưng mà cũng chính vì như vậy đó là sinh mổ, tại vì không sinh thường được vì bé to quá. Vậy là ba có được vào phòng nhìn mà thật ra là cũng cái này cũng là một cái kỷ niệm vui, là hơi bất ngờ, là tại vì lúc đầu á là cũng xin bác sĩ ekip là cho vào, nhưng mà cũng bác sĩ cũng nói là vì do là sinh mổ thì cái tiêu chuẩn về an toàn á nó cao, nên là khuyến khích là không nên vào. Nhưng mà mình cũng chờ ở ngoài như những bố khác thôi, bất thình lình cái tự nhiên gọi vào. Thì vào rồi mới biết là lúc đó là đã bắt bé ra, có nhà sinh ra rồi. Thì mẹ bé mới nói là làm ơn cho ông ba ông vô ông coi cho, ông ở ngoài ông không yên tâm. Thành ra vào thì mới thấy được một cái kỷ niệm rất là vui như thế này. Thường thường á thấy bé sơ sinh á, một á là nó khóc và nó nhắm mắt. Ông chưa biết mà ông cười đó. Em bé được ẵm ra, cô y tá đưa ra cho ba xem thì khóc rất to, khóc cực kỳ lớn, là mình nghe cũng mừng, nhưng mà nhìn kỹ lại mắt mở con bên phải, con bên trái nhắm lại nhìn vậy. Thì lúc đó mình cũng không hiểu, ủa thường thường mở hai con không nhắm nghiền lại chứ mắt gì vậy. Ông mở ra ông ngó nghiến vậy, ông thấy ba ông xong kêu ông nhắm lại ông khóc tiếp. Ông khóc tiếp xong chưa tới lúc cô y tá làm vào cái bước là tắm em vừa thả vô chậu nước xong phát im ru, mà cái mặt sảng khoái lắm. Thì như là Khang nói bây giờ là con cung sông ngư mê nước, hợp tác cực kỳ luôn. Về rồi ổng có lanh được không anh? Nuôi ổng dễ không? Nuôi ổng sữa gì?
nuôi ổng sữa mẹ, sữa mẹ dường như không bú sữa ngoài luôn, sữa mẹ rất là lâu. Có bệnh hoạn đồ nhờ của con nít không? Thì cũng là bệnh lặt vặt của kiểu con nít thôi chứ cũng không có cái bệnh gì ấy, nhưng mà chỉ có một cái là lúc mà tại vì do khang là sinh mổ. Sinh mổ. Thành ra lúc mà ra ngoài á, cái hệ hô hấp nó không có được. Đúng rồi. Nó không như mấy đứa trẻ. Nó không giống như mấy đứa trẻ bình thường. Tại vì các bác sĩ có giải thích đó là những cái lá phổi á, nó chưa có được nở ra đủ cho một cái như một đứa bé sinh bình thường. Thì thực ra cũng có hỏi tư vấn rất là nhiều bác sĩ, thì bác sĩ cũng nói là cái này cũng không có đến nỗi là nghiêm trọng, chỉ cần là nằm dưỡng nhi để mấy cô chăm sóc và hỗ trợ thở cái máy thở lên. Đúng rồi. Nhưng mà đứa con đầu tiên nhìn cái cảnh một đứa sơ sinh nằm trong phòng dưỡng nhi cắm vô trong cái mũi hai cái ống như thế này, xót xa không được, chưa kể mẹ là rất là tức sữa, là tại vì hai vợ chồng ba mẹ của Khang là quyết tâm là phải sữa mẹ, nên sữa về lại phải bắt sữa là phải đem xuống dưỡng nhi. Khang nằm phòng dưỡng nhi 10 ngày mà riết mà tới một cái hệ lụy luôn, là các cô y tá trong bệnh viện là dường như biết mặt ba của hết, là tại vì ba cứ đem sữa xuống liên tục, và ba đem sữa là một chuyện, ba hay vô ngó coi con mình nó làm sao. Rồi sao với ba y tá phản ứng sao anh? Nên á là làm phòng đó hả? Là có các cửa sổ, cô gián kính lại hết, cô không có để cửa nữa, quá. Không cho phiền quá. Rồi khi mà về cái nuôi con lần đầu mà nuôi con, cảm giác khó khăn không hay là suôn sẻ bình thường anh? Tụi anh thì đọc sách cũng nhiều và thường hay tham khảo sách nước ngoài là chủ yếu. Và đặc biệt riêng trường hợp của Khang là tụi anh làm một cái áp dụng một cái phương pháp mà anh thấy nó cũng khá là hiệu quả. Bây giờ hiện tại đó chị Thủy cũng nhiều ba mẹ cũng làm, là mình áp dụng cái phương pháp Montessori đó, có nghĩa là mình giáo dục về thực tế. Ví dụ như là bình thường một đứa trẻ như ngày xưa mình, nó làm mình đi học mà kêu ở đây là trái táo nó màu đỏ, đây là con vịt nó màu vàng, thì mình nghe qua lời nói hoặc là mình nghe qua trang sách thôi. Nhưng mà cái phương pháp này là cho rờ bằng tầng tay, sờ thực tế, mọi thứ đều trải nghiệm hết, thì nó giúp cho cái sự phát triển về tư duy của đứa bé nó tốt hơn và nó nhớ nhiều hơn đó. Mà riêng Khang thì là thắc mắc suốt ngày, thắc mắc liên tục. Tôi hỏi thắc mắc bạn bị bí luôn không? Chắc như vậy chứ. Có chứ. Đúng hả? Đúng rồi. Hỏi tự mình câm lặng ha, không trả lời được luôn. Trời ơi. Thường hồi nhỏ Khang đi ngoài đường, Khang hay thắc mắc về các cái biển báo giao thông. Thì ba, ví dụ như hôm nay đi thì ba sẽ chỉ đây là cái biển báo là cấm dừng đổ, này là cái biển báo cấm xe tải, mai thông báo cấm xe đạp. Chứ nghĩa là mỗi một ngày Khang đi Khang thắc mắc, Khang sẽ nhớ. Nhưng mà nó nhớ đó thì là chuyện bình thường. Nó đi xa tới mức như vậy. Tới hồi mà có một lần nọ mình đi về miền quê mình chơi, có cái biển báo là cấm xe thô sơ. Thì mình cũng theo phản xạ mình giải thích tiếp, đây là cái biển báo như vậy, ý nghĩa là như vậy. Ổng hỏi tiếp câu này nó mới đớ nè. Ủa sao kỳ vậy ba? Cái xe đạp ở nhà mình nó 2 bánh, cái xe ô tô mình đang đi nó 4 bánh, mà cái xe thô sơ này nó có 3 bánh vậy? Sao mà bánh nó khác nhau? Mình cũng trả lời là tại vì loại xe khác nhau thì số bánh khác nhau. Nó nhưng mà tại sao đặt cái tên là thô sơ, mà tại sao là 3 bánh mà không là nhiều bánh hơn hoặc ít bánh hơn? Là phải câm lặng thôi. Và sau đó để mà giải quyết cái vấn đề này là về là phải ba là phải đọc sách, ba là phải tìm tài liệu về kỹ thuật để cho Khang tự đọc và tìm hiểu tiếp về cấu trúc xe nó như thế nào. Thôi đâu đọc tới cái cấu trúc xe luôn rồi mẹ ơi. Như vậy thì nó rất là năng động, nó thông minh, chứng tỏ rằng là chắc nó không sợ người lạ. Vô quen hết người thân, mới vô gặp con xin kết bạn Facebook liền, lần đầu tiên gặp mặt. Xin kết bạn Facebook. Chú Lâm chú kết bạn với con đi. Chú Lâm nhà ở đâu vậy? Nó nhà ở trên chỗ gần nhà con, chỗ nó lèo luôn. Quá trời, cái này đi ra đường là thân hết. Chính xác. Cái này đúng là chỉ có những bà mẹ là rất là lo lắng và rất là hiểu. Và thực sự đó là nhắc lại cái câu chuyện ngày xưa, cả nhà chứ không riêng ba mẹ rất lo. Từ lúc còn bé không biết sợ đó. Người lạ, người quen, người nào ẩm dụ ai chơi bánh tuốt đó. Mà ai mà càng dụ mà bánh kẹo hay đồ chơi, đi thẳng một đường, không la khóc. Tại vì ổng có nhu cầu nói chuyện quá mà. Ai lại nói chuyện ca hát chung cái là chơi đi chơi luôn, phái bao luôn. Bao nhiêu tuổi biết nói anh? Khoảng 2 tuổi hơn, khoảng 2 tuổi rưỡi là lúc đó bắt đầu đi học luôn. Bắt đầu thắc mắc nói nhiều là khi nào? Thì nó sẽ tăng từ từ theo cái tuổi là một, với lại cái nhu cầu á là hai. Tại vì càng nhỏ thì cái độ quan sát nó ít, càng lớn quan sát nhiều thì là nó tăng dần đều lên là như vậy. Còn bây giờ hỏi thật sự ra là từ lúc nào á thì không nhớ nổi nữa, tại vì xuất phát điểm đã là nhiều rồi. Lần ngày đầu tiên đi học có khóc không con? Bản thân của ba mẹ Minh Khang á chị Thủy, ngày đầu tiên đi học của con mình nhớ lắm, không biết nó làm sao này nọ. Nhưng mà Khang á, ngày đầu tiên đi học á, thật sự là không có khóc. Mà chẳng những không khóc mà nó còn có một cái chuyện cực kỳ vui nữa, là tại vì thường á là mấy bé mà những ngày nào đi học cô chăm rất là kỹ để cho mấy bé làm quen. Thì ngày đầu tiên Khang vẫn chưa có quen cái giờ ngủ, nơi nó còn lạ, mấy bé nhỏ thì chưa có quen, thì không ngủ thì thôi cũng được, nhưng mà không ngủ thì ở lớp lại cứ chơi thì bạn khác không ngủ được. Vậy là tới cái giờ mà
cô sau khi cho các bạn ngủ hết rồi, tới cái giờ cô phải họp giao ban, họp về chuyên đề với lại các giáo viên khác. Thế là cô phải lôi ổng đi theo luôn. Ba mẹ nhìn qua camera vừa cười mà vừa lo, là coi như là nguyên một bàn họp của cô có một mình ông này ngồi ở giữa không? Mà vô không có nói leo không? Cô đang họp không có nói leo không trời? Cái đó là thua rồi đó, ba mẹ chỉ nhìn thấy camera vậy thôi chứ cô không biết là nói cái khẩu hình có nhép nhép không? Mà nhiều khi cậu hình nhép vô ổng vô cục họp luôn á trời, ổng họp chung cô giáo luôn đó. Biết là tại sao mình nghĩ là nó không khó không? Tại vì nó thích người lạ, mà lớp học thì rất là đông, toàn là người lạ. Nó không vui. Nhiều đồ chơi. Đúng rồi, nói được nói nhiều nữa. Dạ đúng. Mê học của anh, mê đi học không? Nãy giờ là mình nói mình nói gì? Nhưng mà không cho. Con thấy rồi đó nhưng mà con làm lơ đó, hiểu không? Thiệt á, thấy nó giơ tay bây giờ nhưng mà con làm lơ đó. Sợ nó nói một cái là từng ngừng không được. Anh với lại cái gen của anh hay của chị vậy, hay là hai chồng nhà có nói chuyện không? Thường thường con ảnh hưởng cơ mình ở nhiệt nhà anh có hay hả? Thắc mắc có nói gì đồ nhiều như vậy không anh? Thực ra chắc con không giống, không phải là gen ba cũng phải gen mẹ. Thì ba mẹ cũng không có tới mức mà nói nhiều vậy đúng không? Thắc mắc nhiều. Không có thắc mắc mà nhiều tới như vậy. Anh rồi khi nào anh mới cho bé tham gia chương trình và khi nào bé được mọi người biết tới vậy anh? Cái chương trình đầu tiên mà ba mẹ cho Khang tham gia đó là chương trình Cố Lên Con Yêu. Chương trình đó cũng có một cái kỷ niệm là thực ra là anh cũng rất là hạn chế cho bé xem tivi mà xem các cái game show. Thì là Khang là người vô tình coi chương trình đó, xong có nói ba là ba đăng ký cho con chương trình đó. Thì mình lu bu, mình bận rộn bao nhiêu công việc thì mình cũng ở cho qua chuyện. Đâu quên, nhắc riết, nhắc hoài. Thì ra là anh phải đi đăng ký chương trình đó, là chương trình đầu tiên cho bé tham gia. Nhưng mà lên gặp máy quay động rụt rè không, hay là ông làm láng hết? Thật ra chương trình đó thì chơi chung với người nhà thì thành ra là cũng không có phải là một mình nhiều, thành ra là mà cũng rất là dạng. Tại vì do là cái chương trình đó anh có đăng ký, nhưng mà tới lúc mà ghi hình nó có lịch thì anh là phải công tác ở bên Philippines. Thì rốt cuộc là mẹ với là cô là cho Khang đi. Nhưng mà cái chương trình mà để mọi người mà biết Khang nhiều hơn đó là về cái chương trình của Biệt Tài Tí Hon. Chương trình đó là cái chương trình mà Khang có nhiều cái thời gian, có nhiều cái gọi như là spotlight á, vô sở trường rồi cho, để chia sẻ với mọi người hơn. Thì đó là cái chương trình mà đáng nhớ. Rồi sao đi tới đó mời con nè, có kỷ niệm gì nè? Thật sự là cái trước cái điểm báo mà con nổi tiếng là đã có điểm báo rồi. Điểm báo được Cố Lên Con Yêu. Thì tại do là con lại vô được cái chung kết, được đi đập heo. Con đập 20-30 triệu giải cao nhất luôn. Trời ơi, cầm 20 triệu về làm gì con? 30 luôn mà không có được nhận mới khổ. Tại do ba không có được nhận, ba đang đi công tác bên Philippines không có được nhận. Ai nhận? Ai nhận? Con không biết ai. Rồi chắc mẹ nhận, mẹ giấu rồi đúng không? Không, hoặc là nó này như đi tiền học phí rồi, học phí của con bây giờ nó hơn cả 30 triệu luôn. À, con nghĩ là mấy trăm học bổng đúng không? Chương trình cho học bổng. Không phải nó là số tiền thôi, nhưng mà làm gì thì nó là riêng. À, làm gì là riêng của người ta. Học bổng duy nhất con nhận được là 100 năm như chấp nhí thôi. Nè, bây giờ nè, cô Thủy với lại chú Dương Bảo Lâm thấy là con nói nhiều nè, con rất là thông minh, con biết rất là nhiều nghĩa là nhiều thứ mà. Ủa mà cậu bé biết tốt là ai đặt con vậy? Dạ cái này là khán giả mến. Khán giả mến tôi đặt. Còn cái biệt danh mà ba mẹ đặt cho con ở nhà mà liên quan là ông cụ non. Ông cụ non. À, như vậy có phải rằng là còn cái gì bí mật nữa không mà mọi người ở đây cô Thủy chưa biết nè? Chú Dương Bảo Lâm riết phát để ba con ba tự xưng phong lên đi ba. Ở nhà có gì bí mật không anh? Khang thì cũng gọi là bí mật á, thì chắc có lẽ đối với gia đình nó không chắc là bí mật nữa, tại vì nó trở thành chuyện hàng ngày rồi. Nhưng mà cũng có nhiều cái chuyện chắc là qua chương trình này cũng muốn chia sẻ thêm với lại quý vị khán giả, đặc biệt là những quý vị mà yêu mến Minh Khang á, là Khang ở nhà là mê đọc sách lắm. Sách quá trời nhiều, mà sách bao nhiêu là cũng không có đủ. Mà một cái tật á, là khi mà đọc sách rồi á, là không biết mọi việc gì xung quanh xảy ra. Nhiều lúc á, mình cứ tưởng tượng á, khi mà Khang mở một cái trang sách ra giống như là mở một cái cánh cửa, một cái thế giới nào đó. Xong rồi hút vô trong đó luôn, là cứ đọc mê man trong đó, gọi hay là cái gì cũng khó mà giật ra được. Khang đọc các cái sách về khoa học, về sách về thông tin này nọ, nhiều thứ lắm. Ủa là nó thích mê hộ vậy hả? Thích, cực kỳ thích. Và sách là của anh luôn hả? Sách thì không, thực ra là sách anh đi sưu tập, anh mua, tại vì con mình có nhu cầu thì mình cũng phải đi mua, đi tìm kiếm sưu tập từ mọi nguồn hết để cho bé nó có cái nguồn sách bé đọc. Nè Kha, bây giờ cho cô Thủy hỏi nè. Con ha, con không có sợ người lạ, con rất là thân thiện với mọi người. Nhưng có khi nào mà con đi ra ngoài nơi công cộng đi, thí dụ như người lớn mà có cái điều gì
mà nó không phải, hoặc thí dụ là nó hơi trái chút xíu những cái gì mà con biết á, là con có trao đổi liền không? Lâu lâu con lén xem mẹ làm việc á, mẹ đánh máy tính là tại do mẹ đánh giỏi quá, lâu lâu không nhìn đánh lộn á. Rồi con nói cho mẹ. Dạ con nói cho mẹ. Nhưng cái là mẹ, nhưng mà nếu như người ngoài mà người ta là gì có lỗi hay là nó không ngược ngược gì đó, con có dám nói không? Chắc có lẽ là để ba giúp Khang kể lại cho cô nghe. Cái đó là con không phải nhớ. Đúng rồi, vì chuyện xảy ra nó lâu rồi. Thì có một lần như thế này, có nghĩa là Khang thì khi mà đi ra những cái nơi công cộng hoặc là ở nhà cũng vậy, rất là thích phụ giúp ba mẹ ông bà, nên thành ra là khi mà đi siêu thị chắc chắn là Khang sẽ được phân bổ một ít nhiệm vụ là phụ lấy đồ, phụ chọn đồ, tìm đồ. Và một cái công đoạn nữa là hay mình hay làm á Lâm, là mình đi siêu thị rút ra tính tiền chợ đông lắm, ra đứng chờ nó một cái hàng dài lắm, thì thành ra ở nhà đi là hay bày ra một cái cách là mua gần xong rồi cho Khang đẩy xe ra đứng chờ xếp hàng trước, ba mẹ đi đó lấy mớ nữa ra cái đỡ mất thời gian. Nhưng mà một hôm nọ có một câu chuyện là Khang đã đứng xếp hàng chờ đó rồi, thì ba cũng đang lay hoay đi lấy đồ chạy ra, thì ba vừa ra thì chứng kiến một cái câu chuyện có một cô kia muốn tính tiền trước, mà thấy đây có một đứa nhỏ hả, có ngó lại chắc thấy không có ai hết, len lên trên đâu có được. Rồi sao Khang thấy như vậy là không được, Khang nói liền luôn, Khang nói cô ơi cô xếp hàng, con đứng xếp hàng trước cô xếp hàng sau con, sao cô đứng trước con đứng như vậy nó không có được, không có đúng. Cô quê quá, cô đi một mạch luôn. Thì còn nhớ vụ đó không con? Còn nhớ vụ đó không? Dạ, nhưng mà bây giờ con cũng có phân một cái việc là tại do là con chân con nó rất là nhau là con chạy ra trước. Con phân xem cái hàng nào mà nó ít người vô xếp hàng tính tiền nhanh. Với lại có một cái nữa là Khang cũng tính rất là tự lập, có nghĩa là sẽ muốn tự làm những cái việc gì mà cho mình. Thì Khang cũng hay được đi theo ba mẹ đi máy bay nhiều. Nên thành ra là mỗi lần mà đi như vậy á, là Khang luôn luôn muốn á, là tự mình làm thủ tục tại sân bay. Rồi, rồi đứng trước quầy rồi gửi hành lý, làm thủ tục ABCD đủ hết. Chút chiếu gì rồi làm sao mà ngóc đu lên, 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 lên. Còn ten lên như vậy. Thì có một lần có một câu chuyện đó là như thế này, có nghĩa là đó là một cái kỷ niệm ba cũng phải gọi như rút kinh nghiệm luôn. Đi nhiều lúc mình vội quá, mình lại hay làm thủ tục trực tuyến hay gọi là check in online để chị Thủy cho nó nhanh, mình ra khỏi máy. Đúng rồi. Một kỳ đó mình quên là đi có ổng. Thế là mình ra xong cái ông nói ủa sao không làm thủ tục, ba làm lại cho nó nhanh. Không chịu khóc, cho con muốn làm thủ tục online, sao ba làm cho con, ba không hỏi ý con mà sao ba làm giùm cho con muốn tự làm. Thôi rút kinh nghiệm, hứa lần sau không có làm. Mời bé. Dạ con thích nhất là đi sưu tầm bách mấy cái đóng dấu bách bò của anh. Rồi dù bé thông minh như vậy, rồi tính tự lập như vậy, rồi khi mà dạy dỗ bé có gì gặp điều khó khăn gì không anh? Thật ra là khó bây giờ nói là trả lời khó thì nó cũng không đúng chính xác lắm, mà mình phải biến cái khó đúng nó thành rồi. Mình nghĩ nó là một cái thách thức. Đôi khi là mình người lớn mà mình trả lời mà mình phải tìm cái từ nào đó để gần nó, để mà cho nó được hiểu. Còn nếu mình nói cao quá nó ý thì nó không hiểu. Dạ, nhưng mà nếu nó tầm tầm thì cái thằng này là quá thông minh thì là nó sẽ bắt bẻ mình. Dạ đúng rồi. Anh em thấy bé nó lanh, nó thông minh, có cái nào mà cái khoảng lặng không, có cái nào mà nói chuyện mà xúc động tình cảm không? Đó là ổng động vô tay nữa. Thật ra mọi người biết tới Khang á, hoạt ngôn lanh lẹ, rất là tương tác như vậy, nhưng mà nó vẫn có, mọi người sẽ không có thấy một cái góc nữa của Khang, chỉ có ba mẹ là chủ yếu là thấy. Thì bên ngoài cái việc mà lanh lợi như vậy á, bên trong nội tâm thì không phải là nội tâm nhưng mà rất là tình cảm. Tình cảm lắm. Kể chị Thủy nghe, có một lần như vậy ba mẹ cũng thấy bất ngờ và thấy cũng thương. Nghĩa là một lần đó là xem tivi, xem chương trình, nếu nhớ không lầm là chương trình Giọng Hát Việt Nhí thì phải. Các bạn nhỏ hát một cái bài dân ca, và lần đầu tiên Khang nghe cái bài đó luôn, là còn thương đâu đắng một sao hè. Sao tự nhiên thấy nào giờ ít khi coi ca nhạc, sao ngồi coi chăm chú. Thế mình cũng theo dõi coi sao, coi hết bài xong ra thấy mắt rướm. Thế là ba mới hỏi ủa sao con khóc, con thấy con xúc động. Nó dạ con thấy thương hai chị em trong cái lời bài hát đó. Mà sao bữa đó xúc động sao nè, con có nghe lời bài hát hay sao? Dạ, con nhớ không? Con không có nhớ lúc đó, nhưng mà con xem phim mà lúc mà còn khúc cuối là con hay rơi rơi nước mắt. Anh nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt, cái ví dụ như bé thông minh như vậy có nào anh cảm thấy lo không? Cái lo đầu tiên của anh với lại chị á là mình làm thế nào mình đáp ứng được cái nhu cầu đó, và cái phương pháp nào là nó phù hợp. Tại vì giống như là một cái cây, nó đang có cái nhu cầu sinh trưởng rất là tốt như vậy, nó có một cái giống tốt, nó một cái loại cây nó rất là tuyệt vời rồi. Bây giờ mình làm sao mình có phân bón rồi tưới tắm rồi chăm nó như thế nào để mà nó đủ cái lực nó phát triển, thì cái đó là cái lo lớn nhất so với lại những cái lo khác. Đương nhiên còn nhiều cái lo lắm. Yeah. Mỗi một giai đoạn qua đi thì là một cái lo mới nó xuất hiện ra trong cái tương ứng với cái độ tuổi, là tương ứng với cái nhu cầu của ổng. Và tương với thời điểm và action phổ biến nhất khi con đang làm nữa.
con, bây giờ đây nè, bây giờ có ba con. Con cái gì mà con không dám nói ở nhà? Bữa nay coi đây có cô Thủy nè. Có chú Lâm đây là con có nói không? Con muốn nói bao cái tật xấu của ba cái gì không? Tật xấu của ba nhà có không? Điều là rất là kỳ lạ, luôn nói là liên quan đến cái năm ba sinh là năm con chó, liên quan là đất sợ nước. À, chó mà sợ nước hả? Rồi sao con có ý đồ gì đó? Đúng rồi. Có một lần con dụ ba học bơi, ba không chịu. Là ba sợ nước đúng không? Là tật xấu của ba là sợ nước. Con nào ở nhà anh thấy anh la bé ông dụ? Cũng có chứ, tại vì có những lúc á là thật ra nói la thì cũng không có đúng lắm, nhưng mà có nghĩa là vẫn có lúc là phải lớn tiếng, là tại vì đó như hồi nãy có nói chuyện với chia sẻ câu chuyện với lại Lâm với lại chị Thủy á, mê đọc sách quá, kêu ăn uống đi tắm là cũng không có dứt ra được, thì nhiều lúc mình phải có một cái giống gọi như là cái môi á, cái tiếng nó lớn lên để như giật ổng ra khỏi cái thế giới đó, chứ không thôi ổng cứ bị giống như cuốn vô luôn trong đó. Thì là cái đó là cái hay bị đắm chìm, một khi mê cái gì rồi là mê luôn. Nó con nít mà làm sao được, mà thường thường đi học là bị bắn vốn gì nhất anh? Nói lại nhưng mà thời gian nó nói nữa kìa. Thời gian thì có hạn, cô dạy thì có theo giờ theo tiết, mà rồi. Bây giờ để cho Khang nói là nó hết giờ rồi, sao cô dạy được của mấy bạn khác, nó dạy thế cô luôn đó. Đúng rồi, ghê thiệt. Mời con. Dạ, bao lâu mà cô hỏi một cái câu hỏi á là con trả lời một cách chuyên môn, giống như là giống như là cô hỏi con là một phút là bài bao nhiêu thì con lại trả lời bằng cái đơn vị tích tắc, là con nói là một phút bằng đúng rồi 6.000 tích tắc, tại tích tắc là 1/100 giây. Nên lúc đó mấy bạn không hiểu qua cái trình độ đúng luôn rồi, đúng rồi. Dạ. Tức là mình chấp nhận cho nó được tiếp xúc về sách quá nhiều so với cái lứa tuổi của nó, tức là tiếp xúc. Đúng rồi, không cái này mình phải mua nó mới biết hay được là chứ anh bắt. Thực ra đây cũng là cái câu hỏi của nhiều phụ huynh hỏi với em đó chị Thủy, là như vậy đây là một cái sự gọi như là nhồi nhét, có như chủ đích của ba mẹ rồi. Hay là từ phía Khang thì cũng thiệt lòng chia sẻ với lại mọi người á, là thật sự là ba mẹ đang đáp ứng nhu cầu của Khang đó, đúng đáp ứng và nhu cầu của nó. Một cái chuyện rất là rõ ràng, mọi người có thể thấy một đứa nhỏ cho dù là 5 tuổi hay 7 tuổi có ép nó đâu có được đâu, đặc biệt là đọc sách chị đúng Thủy rồi, thấy không? Đúng rồi. Không ép nó được, đúng nó rồi. Có nhu cầu nó tìm đúng hiểu rồi. Thì mình đáp ứng thì là còn hoàn toàn là không có ép được buộc tại vì mình phải ngồi xuống đọc. Bây giờ chính là mình phải có một cái, dùng cái từ là mình phải có một cái chiến lược với nó. Dạ. Mình phải có một cái cách dạy riêng cho nó. Dạ, đúng rồi. Chứ mình không thể nào áp dụng chung với những đứa trẻ và cùng cái lứa tuổi đó được. Anh về ngày hôm nay với chương trình Con Tôi Vô Tội, nếu mà có một lời gì để nói với đứa con thông minh của mình thì anh sẽ nói lời gì với bé Khang nè? Thật ra cảm ơn chương trình rất là nhiều. Dạ. Vì hôm nay có một cái cơ hội là chia sẻ thêm nhiều cái câu chuyện hồi nhỏ của Khang. Thông qua chương trình này là ba cũng có một cái lời như nè, nhắn nhủ với Khang nè. Thật ra hiện tại bây giờ từ việc học tập nè, trong việc nghiên cứu cũng như là những cái đam mê của Khang á, thì tất cả những cái kết quả hiện tại bây giờ, từ việc là ba quan sát được cho tới cả những cái phản hồi của các thầy cô, thì là kết quả rất là tốt rồi. Tuy nhiên cái kết quả này nó sẽ không có dừng ở đây, nó sẽ còn tốt hơn nữa. Bản thân ba mẹ, ông bà và cả thầy cô cũng đều có một nhận định chung như vậy, là Khang có thể làm tốt hơn nữa. Ví dụ như là cái bài tập của Khang bây giờ đạt như vậy, Khang sẽ làm tốt hơn được nữa nếu Khang tập trung hơn, Khang nỗ lực nhiều hơn nữa, và Khang phải sắp xếp nó một cách khoa học hơn. Mình đừng có đam mê vì một cái việc gì quá, thì như vậy những việc xung quanh khác thì mình lại bỏ nhẹ nó đi, thì đó cũng không có tốt và đầy đủ. Anh nghĩ cảm ơn con rất là nhiều, cảm ơn ba Minh Khang rất là nhiều đã tham gia chương trình Con Tôi Vô Số Tội.